cả nhà, những con lục đuôi đỏ nè cả nhà, nó to khủng khiếp. Đây giờ nó qua đường này cả nhà, nó qua đây giờ nó qua ghê không, nó cắn cái lại chết luôn á. Lùi đỏ nó nè, để tắm vào sau lưng. Đầu nó còn khủng khiếp hơn nữa, khủng khiếp hơn. Bọn này nó cũng hiền lắm nhưng mà nó độc lắm, nó chậm chạp chứ nó đầu độc nó ghê lắm. Tắm nó chứ không giờ bắt nó cũng không có đồ đựng, bắt nó cũng không có đồ đựng. Đây đang đi nhanh vô đầu lắc ha, để tắm kiều nó chơi cái nhà xem. Anh chạy bắt nó không có đồ đựng, nhưng mà tắm đi uống cà phê không có, có bắt nó được, bắt nó không có đồ đựng. Rồi này độc lắm, không có giỡn nó được. Nó đẹp cây rồi nha, nó đẹp cây.